Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên thì hiện tại là em đang ở xã Bình Đức của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một miếng đất vườn nha. Thì đất của mình là sẽ nằm trên mặt tiền đường quyện lộ 34 này luôn. Đường này là đường lộ nhựa và là đường thông luôn ha anh chị. Và chủ kêu bán giá là 140 triệu một mét ngang, giá cả là anh chị mình thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Trước tiên thì về cái con đường đi á, cái vị trí này á anh chị mình sẽ đi thông ra là mình sẽ tới trại rắn Đồng Tâm nè, hoặc là anh chị có thể đi ra chợ, trường học, ủy ban của xã Bình Đức luôn nha, là một hướng ha. Và ở đây là khu vực đông dân cư luôn nha anh chị. Rồi còn cái hướng ngược lại ở bên đây nè, đây là cái hướng này ha, anh chị mình đi chỉ tầm khoảng 300 đến 400 mét thôi là anh chị sẽ đụng đường cái con đường mà cặp sông Long Định á. Anh chị mình rẽ phải là mình sẽ đi thẳng về ngay chỗ cầu Long Hưng luôn. Xong rồi đi nữa là anh chị mình sẽ ra tới quốc lộ 1A luôn, ngay chỗ mà cầu Long Định luôn ha. Vị trí cũng khá là gần luôn. Và đất thì sẽ nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa và là đường quyện lộ luôn nha anh chị. Rồi và đây là miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất của mình thì nguyên một cái diện tích miếng lớn luôn, là mặt tiền bề ngang nó tới khoảng 61 mét luôn. Nhưng mà bây giờ chủ thì chỉ cắt ra bề ngang là 40 mét để bán cho anh chị thôi. Thì bề ngang 40 mét đó là sẽ được tính từ cái vị trí mà cái khoảng mà giáp ranh với nhà hàng xóm ở bên đây nha. Mình sẽ đo dài qua tới bên kia luôn, tới cái khoảng này là khoảng 40 mét nha. Và chiều sâu vô hết đất của mình luôn là khoảng 48 mét. Nhưng mà nếu như mà anh chị mình không mua hết một miếng lớn luôn, anh chị có thể mua bề ngang là tầm khoảng 7 mét, 8 mét hoặc là 10 mét gì đó. Thì chủ người ta vẫn cắt ra để bán cho anh chị luôn. Chủ bán giá là 140 triệu một mét ngang nha. Và anh chị mình sẽ thương lượng giá cả trực tiếp với chủ luôn. Trong đó anh chị thì ở hiện tại là chủ sẽ bán đất của mình là đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha. Nhưng mà vị trí ở đây là sẽ lên thổ cư được luôn. Thì nếu như mà sau này anh chị nào mà mình có ý định muốn lên thổ cư để mình xây nhà, hoặc là mình có thể phân lô ra mình bán á, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho bên anh chủ đất luôn. Anh chủ đất có nói là khi mà anh chị muốn lên á, thì anh sẽ hỗ trợ cho anh chị để lên với cái giá rẻ luôn nha anh chị. Chi phí thì anh chị sẽ chịu, nhưng mà anh chủ thì sẽ hỗ trợ cho anh chị lên, giá là sẽ rẻ hơn bình thường luôn ha. Thì cái phần đó có gì khi mà anh chị đi xem á, mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ đất luôn để mình nói chuyện nha. Cái này á anh chị, ở giữa miếng đất của mình á thì sẽ có một căn nhà luôn. Thì nếu như mà anh chị nào mà muốn mua cái phần đất trống không á thì vẫn được. Còn anh chị nào muốn mua mà có cái căn nhà vô á thì chủ vẫn bán là 140 triệu một mét ngang luôn. Còn về phần căn nhà á thì anh chị mình sẽ thương lượng giá với chủ nhà luôn. Nếu mà được giá thì em nghĩ là anh chị có thể mua, còn không á thì anh chị có thể mua đất trống để về cất nhà cũng được ha. Thì em sẽ dẫn anh chị đi qua hết cái mặt tiền bề ngang luôn, xong rồi em dẫn anh chị mình đi vô xem nhà nha. Em quên nữa anh chị, đất của mình là sẽ sát bên sư đoàn 8 luôn. Cách sư đoàn 8 chỉ có một con kênh thôi. Cách sư đoàn 8 là một miếng đất còn lại của chủ đất và một con kênh nha. Và gần bên trại rắn Đồng Tâm luôn. Thì mặt tiền bề ngang 40 của mình sẽ tới cái khoảng vị trí này nha. Hiện tại là em chỉ đo khoảng hào hào thôi để mà quay cho anh chị xem. Còn khi mà anh chị mình mua thì mình sẽ vô mình gặp trực tiếp với chủ đất luôn. Xong rồi sau đó khi mà anh chị mua bao nhiêu mét á, chủ sẽ nhờ địa chính vô đo và cắt ra cho anh chị đủ cái diện tích mà anh chị mua luôn ha. Nhưng mà mặt tiền bề ngang 40 của mình là sẽ tới đây nha. Anh chị mua bao nhiêu thì chủ sẽ bán bao nhiêu, giá là 140 triệu một mét ngang. Còn về phần căn nhà thì nếu mà anh chị muốn mua thì mình sẽ thương lượng giá căn nhà với chủ ha. Ở trong đất của mình thì hiện tại là trồng cây trái rất là nhiều luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vô em chỉ cái đi vô cho anh chị xem sơ qua căn nhà, xong rồi mình sẽ đi vô mình xem cây trái và ranh giới ở phía sau nha. Nhà thì em thấy xây rất là kiên cố luôn nha anh chị. Ở ngoài là có mái che tiền chế rồi nè ha. Nó sân thì có lót gạch đồ luôn. Nhà thì được một phòng khách, hai phòng ngủ, có nhà vệ sinh và có nhà bếp luôn ha. Bên hông nhà của mình cũng còn rất là rộng nè. Nhà thì xây kiên cố lắm luôn á nha anh chị. Thì khi mà anh chị mình mua căn nhà này về thì mình có thể sắm đồ nội thất và anh chị ở là được rồi. Chứ mình cũng không có sửa sang gì nữa hết ha. Hiện tại là cúp điện rồi cho nên là em sẽ quay sơ sơ cho anh chị xem thôi ha. Khi mà anh chị mình ưng thì mình sẽ đi xem trực tiếp luôn. Nhà là được hai phòng ngủ nè. Thì phòng bên đây đóng cửa rồi, em sẽ quay cái phòng bên đây sơ sơ cho anh chị mình xem. Thì mỗi phòng ngủ là đều có máy lạnh, có cửa sổ, có đóng la phong nè ha. Rồi dán gạch, lót gạch là đầy đủ hết luôn. Đó, xong rồi mình sẽ đi thẳng xuống phía sau là khu nhà bếp và nhà vệ sinh luôn. Và có một cái cửa để thông ra ngoài khu vườn ở phía sau luôn ha.
Đây là cửa thông ra nè. Rồi, để bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi ra xem khu vườn của mình ha. Em thấy vườn á thì có trồng dừa nè, rồi trồng chuối, trồng bưởi, trồng tắc, cây trái rất là nhiều luôn. Thì trong đó là có một phần là sẽ có một cái ao nuôi cá sẵn luôn. Sau này về á anh chị mình có thể làm nhà vườn nè, mình trồng thêm cây trái hoặc là anh chị nuôi thêm cá vô ha. Rồi, em sẽ dẫn anh chị mình đi đi ra mình xem khu vườn ha. Đất của mình thì được một cái là em thấy cũng khá là cao ráo luôn nha anh chị. Đất rất là đẹp luôn, rất là vuông vức luôn. Mặt tiền bề ngang là 40m và chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 48 nha. Và chủ kêu giá là 140 triệu một mét ngang. Giá cả là thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Thì đây là cái ao nuôi cá nè. Đó, có sẵn ao luôn ha anh chị. Ranh giới thì cũng đã có rõ ràng luôn rồi ha. Cây trái thì có bưởi nè, rồi đủ thứ hết luôn. Ở đây có hệ thống tưới tiêu sẵn luôn nè anh chị. Điện nước wifi thì ở đây là có đầy đủ hết luôn và có đèn đường luôn, cho nên là anh chị mình cứ yên tâm ha. Và ở đây là sát bên quân đội luôn, cho nên là khu vực này rất là yên, nói chung là an toàn và yên tĩnh nữa. Anh chị mình về đây mà làm nhà nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn á. Này, chủ đã đào sẵn một cái ranh giới luôn rồi nè chị, anh chị ơi. Đây, cái này là cái ranh giới mà chủ đào sẵn vuông vức thẳng xuống phía dưới luôn. Từ mặt tiền đậu nhựa đo thẳng xuống dưới luôn là khoảng 48m nha. Rồi, để em đi xuống phía cuối rồi em vòng qua bên kia ha. Ở đây là vị trí đông dân cư nè, sát bên sư đoàn 8 luôn. Điện nước wifi là đầy đủ hết. Và đất của chủ thì em thấy cũng khá là cao ráo luôn. Một vị trí rất là đẹp để mà anh chị xây nhà vườn nghỉ dưỡng luôn. Thì giá ở đây là 140 triệu một mét ngang, nhưng mà còn thương lượng nha. Thì có gì anh chị mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Anh chị mua ngang bao nhiêu thì chủ sẽ cắt ra để bán cho anh chị bao nhiêu nha. Và đất của mình thì là đất cây lâu năm thôi. Còn nếu như mà anh chị nào mà mua căn nhà thì ở trong căn nhà đó là sẽ có 65,4m thổ cư nha anh chị. Đây là cây trụ ranh giới ở phía cuối đất của mình, giáp ranh với đất của hàng xóm nha. Còn mà ở bên phần đất của mình á, giáp ranh với đất của chủ đất còn lại á, thì hiện tại là chưa có ranh. Nhưng mà khi nào mà anh chị mua xong á thì mình sẽ cắm trụ ranh giới rõ ràng luôn ha. Nói chung á thì chủ cũng không có thời gian nhiều, cho nên là ở phần dưới đây á thì cũng ít có dọn dẹp hơn ở trên, cho nên nhìn nó cũng hơi rối ha anh chị. Còn ở phía trên á thì cây trái với lại chuối cũng lớn rồi, cho nên là nhìn nó đỡ hơn. Thì khi mà anh chị quan tâm á, mình có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái ha. Tụi em sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất trực tiếp luôn, chỉ ranh giới rõ ràng cho anh chị mình luôn nha. Và mình sẽ thương lượng giá cả với chủ luôn ha. Cái giá này em thấy so với khu vực này là giá ổn á nha anh chị. Ở đây á, thì trồng cây trái rất là tốt luôn. Khu vực này là đất nước ngọt nha anh chị. Còn nước mặn á, thì có khi nếu mà nước mặn lên á, thì mình đôi lúc là mình cũng sẽ có bị, nhưng mà nó sẽ nhẹ chứ không có bị nặng ha. Lá lốt nè, cuốn thịt bò ha anh chị. Này, cái ranh giới bên đây là nó sẽ tới ngay chỗ cái khoảng cái hàng chuối này ha anh chị. Bên đây là đất mình, còn bên đây là đất còn lại giáp ranh với chủ đất luôn. Thì khi mà anh chị mua thì chủ người ta đo ra xong rồi kẻ cắm trụ ranh giới rõ ràng cho anh chị mình luôn ha. Thì bây giờ em sẽ mở định vị cho anh chị xem rồi em dẫn anh chị đi lên phía trên nha. Đất mình sẽ nằm ở hướng tây bắc nha anh chị. Rồi anh chị xem nè, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình á. Ở bên đây là trại rắn Đồng Tâm nè, còn ở bên đây là đường tỉnh lộ 864 nè ha anh chị. Đó, ở đây là sẽ có chợ, trường học, ủy ban của xã Bình Đức luôn. Đó, còn bên đây là cầu Long Hưng rồi nè. Thì để em mở lên cho anh chị xem từ ở vị trí này nè, anh chị đi thẳng ra tới cái con đường mà cặp sông Long Định đi ha. À, thì từ vị trí đất mình ở đây á mà anh chị đi ra tới con đường cặp sông Long Định này là chỉ có 500m thôi. Anh chị đi có 1 phút thôi là đường cặp sông Long Định nè. Thì anh chị rẽ phải đi theo cái hướng này là sẽ ra tới cầu Long Hưng nè.
Đó, ra tới cầu Long Hưng nè ha, rồi anh chị đi thẳng luôn á. Đi thẳng luôn ở đây là mình sẽ ra quốc lộ 1A nè. Còn anh chị mình đi lên cầu Long Hưng á thì mình sẽ đi về Vĩnh Kim, hoặc là anh chị đi về dưới thành phố Mỹ Tho là vẫn được luôn ha. Còn từ vị trí đất mình á, mà anh chị đi ra tới ngay chỗ mà đường tỉnh lộ 864 á, anh chị ngay chỗ mà cái khu mà chợ trường học ủy ban của xã Bình Đức á. Để em xem thử ha. À, để em sẽ mở luôn chữ chợ cho anh chị đi. Tại vì cái chợ xã Bình Đức là nó cũng nằm ngay chỗ cụm, à nó cũng nằm ngay chỗ đường tỉnh lộ 864 luôn á. Từ đây mà anh chị đi ra chợ. Ủa sao nó đi xa vậy? Từ đây mà đi ra chợ Bình Đức đó là khoảng 6,5 cây số thôi. Đây anh chị xem nè, cũng là ngay chỗ đường tỉnh lộ 864 luôn. Đây chợ Bình Đức nè, chỉ có 6,5 cây số, anh chị đi là có khoảng 13 phút thôi nha. Đây là chợ Bình Đức nè, sát bên là có ủy ban, có trường học của xã Bình Đức luôn. Rồi xung quanh là em thấy có khu công ty nè, cụm khu công nghiệp Bình Đức nè ha. Rồi vòng vòng ở đây thì có siêu thị Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động nè, nhà thờ, rồi trường học cấp 1, cấp 2 là đầy đủ hết luôn nha. Đây cũng là đường tỉnh lộ 864 luôn nè, anh chị mình đi là chỉ có 6,5 cây số thôi, là khoảng 13 phút thôi ha. Đó, nhà thờ rồi nè ha anh chị. Rồi để em sẽ mở cho anh chị xem chữ trường học đi ha. Từ vị trí đất mình á, mà anh chị đi xung u da mũi nó cắn. Xung quanh anh chị mình đi trường học á, đây. Mình có thể đi ra ngoài đây là có trường mầm non nè ha, rồi trường tiểu học Bình Đức nè, đó bên đây cũng có trường tiểu học Bình Đức đồ nè, rồi trường trung học cơ sở Bình Đức nữa nè anh chị. Đó, rồi trường trung học cơ sở Trung An, trường trung học phổ thông Phước Thạnh đồ đó. Còn từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị mình đi về tới thành phố Mỹ Tho á, thì trung bình anh chị mình đi là khoảng 10 cây số thôi. Mình đi là tầm khoảng đi theo đường xe máy nha anh chị, là khoảng 20 phút. Đó, 10 cây số. Còn để em mở thử đường ô tô ha. Đường ô tô á, thì anh chị mình đi tầm khoảng 16 cây số nha. Anh chị đi cũng khoảng nửa tiếng là mình về tới thành phố Mỹ Tho rồi. Còn từ vị trí đất của mình á, mà anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình anh chị mình đi khoảng 65 cây số thôi. Coi như là mình đi khoảng 1 tiếng rưỡi là anh chị về tới rồi ha. Cũng khá là gần luôn nha anh chị. À, cho anh chị xem khu vực xung quanh đây nè. Đó, xung quanh đây là khu vực đông dân cư nè. Sát bên mình là sư đoàn 8 luôn nè ha anh chị. Rồi thì để em sẽ cho anh chị xem từ đây mà anh chị đi qua tới bên trại rắn Đồng Tâm đi ha. À, nó đánh một cái vòng luôn, anh chị đi là khoảng 4,3 cây số, là khoảng 4 phút là anh chị qua tới trại rắn Đồng Tâm bên đây ha. Nhưng mà em thấy thì mình đi thực tế ở ngoài thì nó sẽ gần hơn, do là định vị bản đồ lúc nào nó cũng dẫn đi xa hết anh chị ơi. Nhiều khi nó còn dẫn em đi bậy nữa, dẫn em tuốt vô trong rừng luôn á. Rồi thì em xin nhắc lại ha, đất của mình á là nằm ở xã Bình Đức của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất là sát bên quân khu 8 luôn, sát bên trại Âu Gia, gần trại rắn Đồng Tâm luôn ha. Mặt tiền đường huyện lộ 34 nha. Thì chủ kêu bán á, chủ bán hết luôn á, là bề ngang là khoảng 40m và chiều sâu vô hết đất là 48m nha. Nhưng mà anh chị mua bao nhiêu thì chủ sẽ bán bao nhiêu. Mua 10m ngang hoặc là 15m ngang thì chủ vẫn bán luôn. Giá là 140 triệu một mét ngang nha. Còn anh chị nào muốn mua cái phần mà có căn nhà thì thêm căn nhà mình sẽ thương lượng giá cả với chủ ha. Ở đây thì đông dân cư mà, điện nước wifi là đầy đủ luôn, anh chị mình cứ yên tâm ha. Và đất của chủ là em thấy cao ráo gần, nói chung là